Vâng, trung tâm điện tử Cao Phong xin chào quý vị các bác và toàn thể anh em đam mê âm thanh và yêu ca hát. Hôm nay điện tử Cao Phong xin được test những chiếc máy nâng tiếng hát đến từ thương hiệu rất nổi tiếng TD Acoustic, model là CP600, để giới thiệu đến các bác và toàn thể anh em, cũng như là giới thiệu và cung cấp cho khách hàng, đó là anh Bình ở Dĩ An, tỉnh Bình Dương, một chiếc máy hát nâng tiếng hát TD Acoustic model là CP600, được thiết kế một cái kiểu dáng rất là bắt mắt, đẹp. Vâng, rất là đẹp. Ba kênh, kênh channel 1, kênh channel 2 là đánh full và kênh channel thứ ba là kênh đánh sub. Thì các bác đang được Cao Phong đang trải nghiệm cho các bác chất âm để đánh hai kênh channel 1, channel 2 là đánh full. Đó, đánh full thì kênh channel 1, channel 2 nó đều có 4 volume cho mỗi kênh. Vâng, 4 volume cho mỗi kênh. Kênh channel 1 là volume thứ nhất là volume low max, low mid, tức là tăng giảm tần số bát, tăng giảm bát đó nhá. Các bác nghe muốn nhiều, nghe nhiều bát thì có tăng lên, giảm đi thì nghe ít bát và giảm đi. Đó. Thì kênh thứ hai, volume thứ hai đó là volume nén giọng ca, nén giọng ca. Vâng, thì các bác cứ để tầm 10 giờ đến 11 giờ cho Cao Phong là ok. Kênh thứ ba là chọn giai điệu nhạc Procession, tức là giai điệu nhạc từ nhạc Clark đến nhạc Pop. Các bác có thể để như nào tùy các bác. Nhưng mà Cao Phong thì cứ để khoảng 12 giờ. Và nút thứ ba, nút thứ tư đó là nút 2 mid, là nút tăng giảm tiếng check. Thì các bác nghe nhiều check thì các bác tăng lên, ít check thì các bác giảm đi. Đó. Cao Phong cứ để tầm khoảng chung chung như này. Đấy là kênh thứ nhất. Và kênh thứ hai thì các bác chỉnh cũng volume tương tự như kênh thứ nhất để nó tín hiệu nó đều nhau. Và kênh thứ ba thì các bác nhìn ạ, có một cái volume này là volume cắt tần số, thì các bác cứ để tầm khoảng 11 giờ. Đấy, 11 giờ là hợp lý. Và volume này là volume to nhỏ, thì các bác nghe sub bao nhiêu thì các bác chỉnh tăng bấy nhiêu. Đấy, nghe nhiều thì bác tăng lên mà nghe ít thì bác giảm đi. Đấy, còn tất cả các đèn thì nó có cái đèn báo tín hiệu nguồn này, có tín hiệu nguồn này, hai đèn báo tín hiệu cho hai kênh các bác nhá. Khi mà các bác đánh nhạc là nó nhấp nháy lên, bác Bình, anh Bình chú ý này. Và các cái đèn này là đèn báo cái tần số mà các bác nhấn vào nhả ra là tùy ý các bác nhé, tùy ý các bác có thể nhả ra. Đấy, tùy theo cái căn phòng của các bác, nếu như căn phòng mà nhà ống chật hẹp thì các bác có thể nhả ra này là nó sẽ hợp lý hơn, còn căn phòng mà nó rộng thì nó thoát âm tốt thì các bác có thể nhấn vào này, tất cả ba kênh. Thế nhưng riêng cái kênh cái nút này là nút bypass ở giữa trung tâm của hai kênh, là lúc nào các bác phải nhấn vào để đèn sáng này thì nó mới qua cái chiếc máy nâng tiếng này. Thì các bác nhả ra này. Đấy, cả nhả ra các bác thấy nhạc nó khác luôn ạ. Nhạc nó tối luôn đúng không? Vâng, đúng đúng rồi. Nhạc nó tối rất là nhiều. Tiếng check cũng mất đi và tiếng bass cũng gần như là nông hơn. Thì đây là nó không qua chiếc máy nâng tiếng này, nó không được xử lý tín hiệu âm thanh, nên là lúc nào các bác phải nhấn vào. Đấy, nhạc lên, tiếng check lên rất là hay luôn. Đó. Rất là hay luôn. Thì cái nút này là nút quan trọng nhất cho các bác, lúc nào cũng phải nhấn vào. Thì các bác nhả ra này, các bác nhả ra này, nhạc tối om sòm luôn. Đó, nhấn vào này, đèn lại sáng lên luôn. Vâng, thì hôm nay Cao Phong giới thiệu đến các bác cái tính năng, cái tầm quan trọng của những chiếc máy nâng tiếng hát Idol. Vâng, TD Acoustic, xin lỗi các bác, TD Acoustic CP600. Nó là hàng hãng, thì khi các bác mua nó sẽ full hộp các bác nhé. Có dây nguồn này, dây nguồn rất đẹp luôn. Và có tem phiếu bảo hành các bác nhé. Đây, tem phiếu bảo hành của TD Acoustic đầy đủ, đây là hàng hãng thì có yên tâm, cái chất lượng của nó rất là tốt. Và đây là phía đằng sau, thì Cao Phong xin được giới thiệu đến các bác luôn là cái phía đằng sau để các bác cùng xem và cũng biết được cách sử dụng cái tính năng của từng ngõ một phía đằng sau. Thì đây là phía đằng sau thì nó gồm có một cái lỗ chân để các bác cắm dây điện nguồn nhé. Dây điện nguồn, công tắc bật tắt nguồn này, bật tắt nguồn này. Đó. Và đây là các cái kênh, đây là kênh thứ nhất, kênh thứ ba, đây là kênh này là kênh đánh sub. Nó đều chữ sub out, tức là các bác kết nối cái tín hiệu vào đây. Tín hiệu ra để ra, ví dụ ra sub điện hoặc là sub hơi thì các bác cắt đưa tín hiệu này xuống đẩy để các bác đánh sub hơi. Đấy là ngõ đánh sub, thì nó hỗ trợ cho bác là dây AV, đây dây AV và chân jack canon. Còn hai cái kênh này là kênh channel 1 và kênh channel 2 thì nó sẽ hỗ trợ các bác là hai jack, là jack AV và jack canon. Thì nó gồm có out, output,
đây là output, hai output, tức là output của channel 1 và output của channel 2, và hai input của channel 1 và input của channel 2, tức là in là vào, out là ra. Đấy là kết nối Canon, còn các bác có thể kết nối bằng JAV, đó là phía đằng sau. Thì khi các bác kết nối, thường thường là những chiếc máy này nó sẽ ở cái tầng cuối cùng, xong đi xuống âm ly, cục đẩy. Ví dụ như các bác có một chiếc âm ly, một chiếc hoặc là một chiếc cục đẩy, một chiếc vang, một chiếc lọc và một chiếc nâng tiếng, thì nó sẽ, cái máy nâng tiếng này nó sẽ ở tầng cuối cùng, tức là tầng này là lấy cái tín hiệu từ output này xong đi xuống cục đẩy hoặc âm ly. Thế còn input là các bác kết nối với vang hoặc là lọc. Đó như là cái tính năng ở cái máy nâng tiếng TD Acoustic hàng hãng, nên là các bác nhìn thấy nó có tem phiếu bảo hành đầy đủ luôn, hàng hãng các bác nhá. Đó, TD hàng chính hãng luôn. Thì hôm nay tôi đang giới thiệu về các bác, với các bác là cái chiếc máy nâng tiếng hát TD Acoustic, cũng như là test chất âm kỹ càng, cái sự tuyệt vời của những chiếc máy TD Acoustic này, để gửi đến anh Bình ở Bình Dương. Xin mời anh xem hàng và nhận hàng giúp điện tử Cao Phong. Đây là hàng hãng của nó, chất âm của nó xử lý tín hiệu âm thanh rất là tốt và hay và đẹp, rất là đẹp luôn. Đó. Xin cảm ơn các bác cũng như là cảm ơn anh Bình đã tin yêu đặt hàng ở điện tử Cao Phong. Vâng, điện tử Cao Phong xin mời các bác nhấn đăng ký kênh của điện tử Cao Phong trên YouTube để được cập nhật các video mới và các sản phẩm mới chính hãng, và ủng hộ cho điện tử Cao Phong ngày một phát triển lớn mạnh và uy tín, chất lượng sẽ là hàng đầu, với phương châm phục vụ các bác tốt nhất và chân thành nhất để các bác có những sản phẩm âm thanh chất lượng cao. Và xin chúc các bác cùng gia đình luôn sức khỏe, hạnh phúc, thành đạt thành công trong cuộc sống. Cao Phong nhả ra này, nhả ra. Đấy, nhạc nó gần như là mất hết cái gì, gọi là hương vị hay luôn. Nhấn vào qua nâng tiếng này, nhạc lên rất hay luôn. Đó, hình thức đẹp và hai cột đèn báo tín hiệu khi các bác đánh nó nháy tung lên rất đẹp luôn. Vâng, xin cảm ơn các bác đã theo dõi video. Hẹn gặp lại các bác và anh em vào các video tiếp theo.